quy định. Những ban đầu các đoàn đã rất mong được sự gọi như là tham gia của các đoàn, nên là ta rất cẩn thận nâng đỡ được những cái đồ trang thiết bị của mẫu luôn được bền chặt. Mong hoa các đoàn ta về đến nơi là các đoàn rất mong đồ đạc của mẫu về những cái quy định như ban đầu. Rất mong là các đoàn trưởng nhắc nhở các đoàn viên của mình cho hiện nay ở khu vực ở phía bốn xung quanh bờ hồ là các đoàn trang thiết bị đã về được đến nơi. Tôi rất mong các đoàn trưởng nhắc cho các đoàn của mình là đưa các trang thiết bị về đúng nơi quy định như ban đầu. Tôi đề nghị các đoàn trưởng lưu ý cho. Thank you.